À, chào mừng các bác, chào mừng bác đã trở lại với A Chan ký của mình xưa. Ngày nay giới thiệu bác đó là cây Ma Vức Chữ H, bọc vàng của Đức Quốc xã, sản xuất thập kỷ 1950. Cây Ma Vức Chữ H này size 145, size đo bản to cầu đo nhá. Đây là cái phiên bản limited. Vì nó có hai cái sống này, đấy, nó chạy đây này. Rất là cách điệu nhá, phiên bản limited thì bao giờ nó sẽ khác. Và hai càng cũng thế này. Đấy, càng này cũng thế này. Đấy, thế nên mình hay hay ở chỗ đấy. Đấy. Bác nào Hà Nội gần Hà Nội có địa chỉ nha em ở ngõ 390 đường Trần Trinh, Đống Đa, Hà Nội, số điện thoại là 0916566826 thì cũng là số điện thoại Zalo. Đây là địa chỉ chính, trụ sở chính kinh của Kiến Xưa, nằm đây hơn 20 năm, số điện thoại cũng thế và đã khẳng định giá trị thương hiệu rồi. Ngày nay thì rất nhiều đối tượng xấu ở Hà Nội cũng như số tỉnh Việt Nam là hay bán trà trộn hàng kém chất lượng là giả danh của những người nổi tiếng cũng như người bán hàng uy tín, thì hay lên lô kính vài cái, vài chục cái và bán hàng của Nhật và một số nước châu Á. Nguy hiểm hơn là hàng tàu amateur trà trộn nó lộn tùm lum tùm la. Để các bác hết sức tỉnh táo đầu nên chọn cái địa chỉ lâu năm và sống thoại lâu năm thì cực kỳ ok. Ở đây đó là góc độ chia sẻ quan điểm để các bác nắm bắt được. Ma Vic chữ H Đức Quốc xã xưa, size to bản to cầu to phiên bản limited nhá, rất mới nhá. Ở cầu giữa nó có chữ Optima và số 22 micron. Rất rõ ràng, tất cả nguyên zin hết, chuyển về nguyên zin. Các dòng năm qua về cũng khá nhiều. Và mỗi cây mỗi giá khác nhau. Chênh nhau tùy theo độ mẫu đẹp, có những cây thì là 22 triệu, cây 24, cây 25, cây 26 tùy theo giá trị 145 này. Tiếp theo là càng bên trái thì là Mavic 145. Càng trái này Mavic 145 này, tất cả nguyên zin nhá, chùa rất to. Vâng, tất cả cái dòng Mavic này hay đúc bộ Lamy hay là Camic chữ H và Lamy chữ H, Mekler chữ H thì bác nào mà chán cao vô rộng sân đình mặt vuông chữ điền thì đeo cái kính này là chấm hết luôn, tuyệt đỉnh luôn và tuyệt diệu luôn. Ngày xưa anh nói anh như áng mây trời, không ai được. Ngày xưa anh nói Ma Vức Chữ H size 145. Về tất cả các dòng size to, bản to, cầu to, chuôi to này thì thật sự cực kỳ hiếm, bởi vì là người Đức hay người châu Âu những cái size to là hầu hết họ không bán sang châu Á đâu, vì họ giữ lại họ để đeo dùng. Nhưng em bằng cái mối thân tình và giao lưu lâu năm cũng như là một số anh em chơi đồ cổ đồ xưa có thương hiệu rồi thì anh em nhượng lại. Và cái kính này có giá là 21.500.000 hay gọi là 21.500k. Mavic chữ H phiên bản limited edition size 145, size to bản to cầu to chuôi to nhá, giá là 21.500.000 hay gọi là 21.500k. Sản phẩm bán ra luôn luôn được bao check bao test toàn cầu trên toàn lãnh thổ. Bác yên tâm về giá cả và chất sản phẩm. Về hình thức mua bán và thời gian lắp hàng đều ghi dưới video. Về thời gian lắp hàng cực kỳ thoải mái, từ 7 giờ sáng đến 2-3 giờ, cũng như từ 7 giờ sáng đến 11 giờ tối, tất cả ngày trong tuần không nghỉ ngày nào, kể ngày lễ Tết, với điều kiện bác điện thoại trước. Tránh tình trạng đến đột xuất quá thì là em đi giao lưu đồ cổ xưa, đi gửi hàng và đặc biệt hơn là đi thẩm định định giá đồ cổ xưa cho tất cả anh em bạn bè người thân. Thì bác lưu ý là điện thoại trước là em sẽ nên tiếp đón từ xa tại ngõ 390 đường Trần Trinh, Đống Đa, Hà Nội, lắng nghe thấu hiểu tư vấn cố vấn chuyên sâu về đồ cổ xưa. Đấy là một trong cái giá trị lớn nhất mà khi mua xúc đồ cổ xưa lâu năm có thương uy tín hơn 2 năm và số loại hơn 2 năm đã khẳng định giá trị thương hiệu rồi thì cực kỳ yên tâm. Em khuyến cáo là mua bán thì nên mục sở thị tại nhà, có làm sao có để ấn vạ được, bởi vì ngày nay rất nhiều đối tượng xấu là hay đăng trên cái trang mạng xã hội, trang mạng tử là giấu địa chỉ, giấu số điện thoại, mua bán thì hẹn ở đường, hẹn là cái chân tòa nhà, chân chung cư, hẹn nơi công cộng cộng đồng như là xung quanh hồ Thiền Quang, xung quanh hồ Văn Quán Hà Đông, rất amateur. Bởi vì nếu đối tượng này thuê con gái bán nhá, giấu địa chỉ mà sử dụng toàn sim khuyến mại sim giác, mà lập những cái trang kênh mới một thời gian ngắn thì rất nhanh, mới một năm, năm rưỡi mới 10.000, 15, 20.000 người đăng ký kênh, thuê đơn vị thứ ba quảng cáo đấy. Trong khi đó kênh của em triển khai 7 năm rồi trên YouTube và bán tại nhà cũng như ngoài trường trinh hơn 2 năm mà chỉ có hơn 2 người đăng ký kênh. Bởi vì em làm cách chú sợ tự nhiên thương, cách chân tình, chân thật, chân thành nhất. Đấy, và luôn luôn
bao check bao test toàn cầu luôn đấy, nó yên tâm đấy. Mavic 9H này phiên bản limited này giá là 21.500, 21.500k. Vâng, rất cảm ơn bác xem video, là xin chào hẹn gặp lại phía sau. Một lần nữa rất cảm ơn bác nào mà chưa kênh của em, cái nút đăng ký kênh màu đỏ có phải bên dưới video, để mỗi khi lên kênh hệ thống YouTube sẽ gửi tin nhắn rất nhanh đến số điện thoại, báo qua tin nhắn đút đến điện thoại luôn và ngay cho nóng, để lâu nó sẽ nguội và lạnh mất. Vâng, xin chào.